Hello anh em, chào mừng anh em, đặc biệt là các dân chơi cung thủ. Anh em đã thấy nóng mắt hay chưa? Mắt đẹp, mũi cao, môi mọng. Vâng, đó chính xác là nàng Sara Á Đủ của chúng ta. À, nhầm, Sara Aidu. Mình cũng không biết là mình đã đọc tên đúng hay chưa nữa, nên là từ giờ đến hết video chúng ta sẽ gọi là Sara cho dễ nhá. Lilith đã chính thức lộ diện bộ kỹ năng của Sara và dĩ nhiên đi kèm với đó là rất nhiều tranh cãi bùng nổ. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Rock và PI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng giải mã về bộ kỹ năng của Sara, xem liệu nàng ta có khuynh đảo thế giới ảo hay không. Không chờ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Không biết có bạn nào ở đây khi đọc lướt qua bộ kỹ năng của nàng Sara thì thốt lên giống mình hay không? Sao nó cứ tối nghĩa thế nào nhỉ? Nghe nó cứ bị không hợp lý thế nào ấy. Nhưng mà sau khi ngẫm lại thì có vẻ như mọi thứ khá logic và hợp lý. Còn hợp lý thế nào thì lát nữa mình sẽ phân tích. Trước tiên ta sẽ chỉ ra điểm khác nhau có vẻ quan trọng giữa hai bản leak và bản thực tế. Đó sẽ là việc theo bản leak trước đó, sát thương chuẩn sẽ không bị ảnh hưởng bởi sát thương bổ sung, tấn công và phòng thủ. Tuy nhiên với bản tạm chính thức này, ta sẽ bỏ phần sát thương đi mà sát thương chuẩn chỉ không bị ảnh hưởng bởi tấn công và phòng thủ thôi. Vậy câu hỏi đặt ra đó là sát thương chuẩn có được hưởng lợi từ buff sát thương hay không? Hay dễ hiểu hơn đó là sát thương chuẩn liệu có được hưởng lợi từ buff KVK và công nghệ pha lê hay không? Câu hỏi này lát nữa mình sẽ cùng giải thích nhé. Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu về bộ kỹ năng của Sara, từ đó rút ra sự ảnh hưởng và bổ trợ của nhánh tài năng kỹ năng cho chỉ huy này. Tuy nhiên mình cũng phải nói trước, đây hoàn toàn là những suy luận cá nhân về bộ kỹ năng của Sara và tất nhiên là chưa được kiểm chứng. Mình sẽ có một video khác đánh giá lại toàn bộ những gì mà mình đã nói trong video ngày hôm nay và kiểm tra sức mạnh của Sara thực tế trên đồng. Anh em nhớ like hoặc là đăng ký kênh để hóng chờ video của chúng mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đầu tiên về kỹ năng số 1 của Sara. Ở đây chúng ta sẽ có 3 ý lớn. Khi chỉ huy này đi chính, Sara sẽ đơn thuần là gây sát thương trực tiếp hệ số 2800. Dĩ nhiên sát thương trực tiếp là loại sát thương được hưởng lợi từ buff sát thương kỹ năng em nhé. Quá dễ hiểu đúng không? Nhưng mà con số 2800 thực sự rất lớn đấy anh em ạ. Đây là chỉ huy có hệ số sát thương trực tiếp lớn nhất game ở thời điểm hiện tại. Không có quá nhiều điều phải bàn về ý đầu tiên đúng không anh em? Tiếp theo sâu sắc hơn, khó hiểu hơn chắc chắn là ý thứ hai. Trong 10 giây tiếp theo, mỗi khi chỉ huy này hồi máu cho mục tiêu, họ cũng sẽ gây sát thương chuẩn bằng 80% tỷ lệ bị ảnh hưởng bởi tấn công của đội quân so với lượng hồi máu lên đội quân mục tiêu. Đội quân chỉ huy được hồi phục mạnh mẽ một phần các đơn vị bị thương nhẹ, yếu. Hệ số hồi phục là 2000. Nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng mình đã nghiên cứu và sẽ giả định một chút về cách cắt nghĩa cụ thể của kỹ năng này. Khi đủ điều kiện ra kỹ năng chủ động, chỉ huy này sẽ vừa gây sát thương chuẩn vừa hồi máu mạnh mẽ. Lượng hồi máu ở đây sẽ có hệ số là 2000. Cái này thì khá đơn giản. Điểm đáng chú ý ở đây đó là khả năng gây sát thương chuẩn của chỉ huy này. Có vài điểm mà anh em mình cần phải chú ý. Điểm đầu tiên là cụm từ trong 10 giây tiếp theo. Ở đây ta sẽ cần hiểu 10 giây tiếp theo của cái gì. Mình có hai ý kiến của cụm từ này và chắc chắn chúng ta sẽ có kết luận khi có chỉ huy và test thực tế. Ý đầu tiên đó là 10 giây tiếp theo sau khi chỉ huy chính ra kỹ năng chủ động. Ví dụ như là chỉ huy chính ra kỹ năng ở lượt thứ 7 thì 10 giây tiếp theo sẽ là lượt 8, 9, 10 đến lượt thứ 17. Và dĩ nhiên lúc này lượt 9 của Sara ra kỹ năng chủ động thì cô nàng này vừa hồi máu vừa quy đổi một lượng sát thương chuẩn với hệ số là 2000 x 80%, tức là ở đây là 1600 hệ số sát thương chuẩn cho kẻ địch. Lúc này nghe có vẻ ổn áp đúng không anh em? Ý kiến thứ hai đó là 10 giây sau khi chỉ huy này hồi máu, tức là ta sẽ chia kỹ năng chủ động ra làm hai lượt. Ví dụ như này, chỉ huy chính ra kỹ năng chủ động ở lượt thứ 7, Sara ra kỹ năng chủ động ở lượt thứ 9 với khả năng hồi máu. Sau đó 10 giây được tính từ mốc này, tức là từ lượt thứ 10. Và dĩ nhiên lượng sát thương chuẩn mà Sara gây ra sẽ được tính từ lượt thứ 10 trở đi. Có nghĩa lượng Mighty Heal với hệ số 2000 ở lượt thứ 9 sẽ không được quy đổi thành sát thương mà phải để dành tới chu kỳ sau. Mình đánh giá cao khả năng này vì nghe có vẻ như là không quá ao mạnh so với thế hệ chỉ huy cùng gen. Vì bạn biết đấy, hồi máu là được hồi thêm lính, mà thêm lính là thêm sát thương mà. Điểm thứ hai đó là việc sau khi chỉ huy này hồi máu cho một mục tiêu thì mục tiêu đó gây sát thương chuẩn với hệ số bằng 80% lượng hồi máu. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu việc hồi máu này là diện rộng, đồng minh bên cạnh hoặc là đạo quân khác của mình cũng được hồi máu nhờ Mighty Heal thì liệu đạo quân đấy có gây sát thương chuẩn hay không? Nghe thì có vẻ hơi bóc quá đà, nhưng mà ở kỹ năng sau mình sẽ làm rõ lý do tại sao mình lại có suy nghĩ đó. Điểm cuối cùng ở vế đầu tiên, mình không thấy việc nhắc hoàn toàn đến gây sát thương chuẩn sẽ phụ thuộc vào lượng máu hồi được bởi Mighty Heal. Vậy nếu chỉ huy đi cùng có khả năng tự hồi máu cơ bản như ở kỹ năng số 4 của Borika thì câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Như đã nói ở trên, mình sẽ trả lời 3 câu hỏi này ngay khi Sara xuất hiện, anh em yên tâm nhé. Ta vẫn còn một ý nữa cần nhắc đến ở kỹ năng số 1, đó là debuff này làm chậm mục tiêu đi 50% trong 3 giây, nghe khá ban căng đúng không anh em? Ngày càng có nhiều chỉ huy có khả năng debuff khó chịu này, hoặc khứ bệnh, lưu triệt. Và giờ là Sara, địch chạy đâu cho hết nắng bây giờ. Tiếp đến với kỹ năng số 2 của Sara thì vô cùng đơn giản là tăng 35% máu và 20% tốc độ chạy. Chạy thì rất cần thiết rồi, anh em cung thủ chắc chỉ hóng chỉ huy có 30 hay 40% tốc độ chạy thôi nhỉ. Nói thật là cung thủ dạo này rùa lắm rồi, 35% máu cũng là một con số cần thiết cho cung thủ, đặc biệt là trong bối cảnh có sát thương chuẩn như hiện tại. Mình đã đặt ra nghi vấn ở video này, liệu có phải là cách tăng sát thương chuẩn gián tiếp từ cách tăng máu hay không? Lại phải đợi lúc chỉ huy này ra mắt thôi. Tiếp đến là kỹ năng số 3, kỹ năng mà mình cho rằng là kết nối tuyệt vời với kỹ năng số 1 của chỉ huy này. Cũng là lý do mà mình đặt ra giả định thú vị lúc nãy. Kỹ năng này cho chúng ta giảm 10% sát thương thường nhận vào. Bất cứ khi nào đạo quân này sử dụng kỹ năng chủ động thì ta sẽ có thêm một lượng Mighty Heal được bắp cho 3 đạo quân đồng minh hoặc là đạo quân thân thiện, dĩ nhiên là bao gồm cả đạo quân này. Hệ số hồi phục ở đây là 500 và thời gian hồi chiêu là 3 giây. Tiếp tục ta sẽ có một cơ số điểm cần chú ý. Đầu tiên là cụm từ Field Troop. Nó được giải thích là những đạo quân không trong rally, không trong đồn trú, bao gồm cả những đạo quân trong điểm tài nguyên. Điều này có nghĩa là cầm chỉ huy này đồn trú là mất luôn kỹ năng số 3. Có vẻ đây là một chỉ huy thuần về Overfield chăng? Tiếp theo ta có Mighty Heal được bắp cho tối đa 3 đạo quân, trong đó có đạo quân của chính chỉ huy Sara này. Vậy là về cơ bản là 2 đạo quân nữa được bắp. Giờ quay trở lại với giả thuyết thứ 2 của kỹ năng chủ động. Đây chính là giả thuyết này. Điều gì sẽ xảy ra nếu đạo quân được bắp Mighty Heal cũng sẽ được chuyển đổi thành sát thương chuẩn. Đây sẽ là ví dụ để các anh em dễ hiểu. Mình sẽ đặt tên cho 2 đạo quân đồng minh bên cạnh Sara là A và B. 3 đạo quân này cùng tấn công đạo quân X. Sau khi đạo quân Sara ra kỹ năng chủ động thì 2 đạo quân bên cạnh được bắp một lượng hồi máu từ Mighty Heal của Sara với hệ số là 500. Lúc này hãy nhìn lại kỹ năng số 1. Khi chỉ huy này hồi máu cho mục tiêu, giây ở đây tức là số nhiều, sẽ gây một lượng sát thương bằng 80% lượng máu được hồi. Và giả định của mình ở đây là A và B cũng sẽ gây ra một lượng sát thương chuẩn cho đạo quân X với hệ số là 500 nhân mệ 80% và bằng hệ số 400. Nếu giả thuyết này là đúng thì Sara có thể coi là một đạo bắp mạnh vô địch, mạnh điên đảo luôn. Những đạo khác thì bắp chỉ số giúp và tăng hệ số sát thương của những đạo quân đồng minh. Riêng bà này thì bắp hẳn hệ số sát thương luôn anh em ạ. Và dĩ nhiên thì bà này vừa hồi máu cho mình, vừa hồi máu cho đồng đội, lại khích cho đồng đội gây sát thương lên kẻ địch giống mình nữa. Trời, quá là ảo diệu. Cái này cũng là một kiểu dồn sát thương khác đấy anh em ạ. Một điểm mấu chốt nữa khiến mình đưa ra giả thuyết này đó là việc chiêu này cần thời gian hồi chiêu là 3 giây. Đó là một khoảng thời gian cần thiết để khiến cho trong cùng một lượt ra kỹ năng, chỉ một trong hai chỉ huy có thể phát huy được bắp này, vì anh em biết đấy, chỉ huy chính và chỉ huy phụ ra kỹ năng cách nhau 2 giây mà. Cái này thì lại là 3 giây. Lượng máu và sát thương được hồi cho cả đồng minh có cao nhưng mà không đến mức quá vô lý. Kết hợp kỹ năng số 1 và kỹ năng số 3, ta sẽ đến với một giả định như này. Anh em xem nó có đủ vi diệu không nha. Dĩ nhiên là ta sẽ nói trường hợp Sara đi phụ, đi chính thì đơn giản quá rồi. Và mình cũng sẽ chọn một giả định mà theo bản thân mình cảm thấy là hợp lý nhất, kiểu nó không bị mạnh quá, mạnh điên đảo ấy. Giả sử lượt thứ 8 chỉ huy chính ra kỹ năng chủ động, ngay trong lượt đó cặp chỉ huy này sẽ hồi máu cho 3 đạo quân bao gồm cả đạo quân của chính mình và 2 đạo quân AB, mỗi đạo quân hệ số là 500. Lượt thứ 10 thì Sara ra kỹ năng chủ động với hệ số hồi máu là 2000. Lúc này quãng thời gian 10 giây mà đạo quân này có thể gây ra sát thương chuẩn khi hồi máu kia đã được kích hoạt, và được kích hoạt từ lượt thứ 11 đến lượt thứ 20. Cùng trong lượt thứ 10 này, do thời gian hồi chiêu là 3 giây chưa hết nên là kỹ năng số 3 bắp hồi máu diện rộng không được kích hoạt. Một chu kỳ kỹ năng của chỉ huy có nhánh tài năng kỹ năng và hỗ trợ nó rơi vào khoảng độ 7 lượt. Tức là ở lượt thứ 15 và lượt 17, cặp đôi này sẽ lại chuẩn bị ra kỹ năng tiếp. Lần này thì hết thời gian hồi chiêu là 3 giây rồi. Chỉ huy chính ra kỹ năng ở lượt thứ 15, đồng thời 3 đạo quân của mình sẽ tiếp tục được hồi máu. Do nằm trong quãng thời gian từ lượt thứ 11 đến lượt 20, cho nên cả 3 đạo quân này sẽ gây thêm lượng sát thương chuẩn đồng loạt, mỗi đạo là hệ số 400 nữa. Lượt thứ 17 Sara ra kỹ năng chủ động hồi máu, đồng thời gây thêm sát thương chuẩn hệ số là 2000 nhân 80%, tức là hệ số là 1600 cho kẻ địch. Và vòng lặp lại tiếp tục ở những lần ra kỹ năng sau. Vậy tính ra Sara đi một mình thì tổng hồi máu mỗi lượt ra kỹ năng đó là 2500, tương ứng với 2000 hệ số sát thương chuẩn. Nhưng mà đi cùng anh em thì tổng hồi máu là 3500, tương ứng với 2800 hệ số sát thương chuẩn, tức là bằng hệ số sát thương so với việc Sara đi chính. Nhìn sang Hoắc Cứ Bệnh anh em nhá. Hệ số hồi máu là 3000 mỗi lần diệt địch và hệ số sát thương là 2700. Bà này thì có cả hai hệ số đều to hơn. Mình biết là Hoắc Cứ Bệnh có nhiều bắp sát thương bổ trợ, hồi máu trực tiếp chứ không còn phải chờ đợi lượt như ở Sara. Mà chờ đợi lượt thì có thể những đạo quân đó đã bị mất máu và gây lượng sát thương nó không ổn lắm. Nhưng mà những tương quan về con số này thực sự đã khiến mình phải suy nghĩ lại rất nhiều về chỉ huy Sara này. Vậy thì anh em thấy sao về giả thuyết này, nghe có hợp lý hay không? Anh em nhớ chụp lại giả thuyết này nha. Đến lúc xuất hiện ta sẽ đi kiểm tra lại xem kết quả như thế nào, liệu có đúng bao nhiêu phần trăm so với thực tế hay không. Kỹ năng số 4 lại là một kỹ năng không dành cho đồn trú. Khi ở trên đồng thì những đạo quân này sẽ giảm 20% sát thương nhận vào. Tiếp tục khi dưới 60% máu thì Sara sẽ hồi một quả gọi là Mega Ultra Ultimate Heal với hệ số 5000. Đùa chứ thực ra vẫn là Mighty Heal anh em nhé. Nhưng mà hệ số to quá nên là phải nhấn mạnh một chút. Trong 8 giây tiếp theo thì đạo quân này sẽ mất đi 40% tấn công và giảm 40% sát thương gây ra. Kỹ năng này dùng một lần mỗi giờ hoặc là reset sau khi mà kéo lính ra khỏi thành phố. Vế đầu tiên thì khá đơn giản đúng không anh em? Sara có thể nói là cực kỳ trâu bò anh em ạ. 35% máu, 20% giảm mọi sát thương, giảm 10% sát thương nhận vào, hồi một gọi là một công tơ máu luôn anh em ạ. Ở vế thứ hai nghe đơn giản chỉ là hồi máu và khá nhiều anh em sẽ chê. Ui giời, bị đấm mà hồi máu như này thì chẳng khác gì một món ngon trên chiến trường hay là một recharge chẳng hạn. Tuy nhiên mình lại có một góc nhìn khác. Sẽ ra sao nếu lượng Mighty Heal hệ số 5000 này được hồi trong khoảng thời gian là 10 giây khi mà chỉ huy này được gây sát thương chuẩn. Lúc này Sara liệu có gây một lượng sát thương chuẩn hệ số 4000 cho kẻ địch hay không nhỉ? Nghe thì đã thấy kinh khủng rồi phải không anh em? Mà điều này hoàn toàn có thể xảy ra chứ, vì không có lý do gì ngăn cấm trong câu từ miêu tả cả. Quan trọng hơn nó là sát thương chuẩn không phụ thuộc vào tấn công, và ở thời điểm hiện tại cũng không có gì xác minh là nó phụ thuộc vào sát thương cả. Cho nên là nếu tự bóp đi 40% tấn công và 40% sát thương thì cũng không có ảnh hưởng gì quá nhiều đến lượng sát thương chuẩn gây ra cả. Tính ra là kỹ năng này vừa tăng máu lại được vả thêm một quả đêm to bự cho kẻ địch. Thật là ái chà chà anh em ạ. Đến kỹ năng này thì anh em nghĩ Sara là một chỉ huy bao cát nữa không nhỉ? Nếu có thì chúng ta sẽ đến với kỹ năng chuyên môn. Bất cứ khi nào đội quân của chỉ huy này hồi máu cho một đạo quân thì trong 3 giây tiếp theo, đạo quân được hồi máu đó sẽ nhận thêm 10% phòng thủ và gây thêm 20% sát thương thường. Và chuyên môn này không có thời gian hồi chiêu, tức là cứ hồi máu là sẽ nhận được cái hiệu ứng có lợi đó. Điều này lại kết nối cực kỳ mạnh đến kỹ năng số 3. Sara hồi máu cho tối đa 3 đạo quân, 3 đạo quân đó sẽ được bóp thêm một đống chỉ số. Nghe tính liên quan cực kỳ cao đúng không anh em? Và đó là tất cả những câu hỏi giả định và phân tích của mình về bộ kỹ năng của Sara. Trước khi đến với phần tiếp theo, anh em hãy dành ra khoảng 5 giây kéo xuống dưới, bấm like, đăng ký kênh giúp mình nha. Những cái này là miễn phí với anh em thôi, nhưng mà đối với chúng mình thì rất là chân quý. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu đúng như giả định mà mình đã đặt ra ở phần đầu của video, mình khá chắc là Sara là một chỉ huy rất mạnh trên chiến trường mở. Chỉ huy này cực kỳ trâu bò, hồi máu mạnh, lượng sát thương gây ra cũng không phải dạng vừa, thậm chí là còn hồi máu cho đồng minh và xúi dục đồng minh gây thêm sát thương chuẩn cho kẻ địch nữa. Có Sara thì rất nhiều đạo quân sẽ được hưởng lợi. Hãy tưởng tượng xem, trong 10 giây, những đạo quân đồng minh của Sara sẽ được hồi tới hệ số là 1000 máu, bắp thêm phòng thủ, sát thương thường và vân 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 vân. Mà Sara thì cũng thuộc dạng châu bò, có thể đứng đủ lâu trên chiến trường để hỗ trợ cho anh em đồng bọn chứ. Có một điểm mà mình chưa nhắc đấy, đó là Sara sẽ là một chỉ huy đi chính hay là đi phụ. Sẽ có hai luồng quan điểm mà mình đưa ra để chúng ta cùng phân tích. Nếu mà Sara đi chính, về cơ bản mình đánh giá Sara sẽ là một phiên bản cao cấp hơn của Henry, châu bò cứng cáp, ra kỹ năng nhanh hơn, được hưởng lợi nhiều hơn từ bắp KVK và công nghệ pha lê và hết rồi anh em ạ. Sara đi chính thì không có khả năng hỗ trợ đồng đội quá nhiều, sát thương ở mức cơ bản với bộ kỹ năng toàn phòng thủ, tài năng, kỹ năng cũng sẽ phần nào hỗ trợ được điểm yếu này của Sara. Còn nếu Sara đi phụ thì sao? Lúc này hai điểm yếu mà mình có thể nghĩ ra cho chỉ huy này nằm ở việc kém đa dụng khi mà chọn chỉ huy đi chính và khó tận dụng được các nhánh tài năng ở thời điểm hiện tại. Ví dụ như tương lai có nhánh tài năng sát thương chuẩn giống như cái nhánh tài năng mà sát thương trừng phạt chẳng hạn thì nó lại là tuyệt vời. Sara đi phụ ngoài cứng cáp thì sẽ tăng mạnh khả năng hồi máu, hồi rất nhiều máu, lượng sát thương cũng không phải dạng vừa khi ra kỹ năng số 1 và kỹ năng số 3. Sara có quả kỹ năng có thể gây tận 4000 hệ số sát thương nếu đúng thời điểm. Quan trọng hơn nó là khả năng hỗ trợ đồng đội mạnh mẽ của mình. Châu bò cứng cáp giúp Sara tạo nhiều lợi thế trên chiến trường, đồng đội cũng như là Sara có thể trụ lâu trên chiến trường, và anh em biết trụ lâu thì sẽ được nhiều kill point rồi đúng không anh em? Khi Sara đi chính thì khá đơn giản, cứ sát thương diện rộng lúc sau Sara là ok hết, vì anh em cung thủ toàn sát thương kỹ năng mà. Jisunggi, Nebu hay là ra các lượng đều ok. Tuy nhiên là Sara đi phụ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cái tên mà mình nghĩ ra ở đây đó là Asu. Asu đi chính với lượng sát thương diện rộng, tốc độ tốt, chuyên môn mạnh mẽ là cái tên mà mình nghĩ là phù hợp nhất. Chuyên môn của Asu sẽ bù đắp phần nào khả năng tự bóp của kỹ năng số 4 của Sara. Hơn nữa là đi chung với Asu ở thời điểm hiện tại là Borika cũng phần nào cá đuối rồi. Còn gì tuyệt vời hơn việc lấy cho Asu một người vợ mới anh em nhỉ? Cái tên thứ hai có thể đi chính cho Sara chính là cái tên mà mình vừa nhắc đến, đó là Boudica Prime. Chỉ huy này thuộc dạng cứng cáp có số con má, có hồi máu cơ bản, tăng khá điểm cứng cáp. Đây cũng sẽ là một sự lựa chọn mà mình nghĩ là phù hợp với việc xây dựng 3 đạo quân cung thủ ở thời điểm hiện tại. Cái tên nữa đó là Hermen Prime với những tài năng hỗ trợ và 2 điểm liên quan đến khả năng hồi máu thì biết đâu chúng ta lại có một sự kết hợp thú vị ở đây. Và đó là tất tần tật những phân tích của mình về bộ kỹ năng mới toanh của chỉ huy Sara này. Anh em thấy sao về nữ chỉ huy này cũng như là những giả định của mình? Liệu độ chính xác sẽ là bao nhiêu phần trăm đây? Nếu có gì thiếu sót thì anh em hãy để lại góp ý ở dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều video chất lượng hơn nữa. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.